phiêu mạng mang chướng nghiệp, chánh niệm khiêm cung hưởng vô ưu. Thuở nọ tại Xá Vệ, có hai người bạn tuổi tác chênh lệch nhưng rất thân nhau và coi nhau như anh em ruột. Một hôm, nhân theo Phật tử đến tu viện Trúc Lâm nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, nhận ra lẽ vô thường biến dịch của vạn vật trên đời. Họ đâm ra xem thường công danh, nhàm chán lạc thú, dốc lòng theo Phật, cầu đạo giải thoát. Sau 5 năm thọ trì giới luật, học hỏi kinh văn với các vị giáo thọ, họ đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, lâu nay chúng con được hân hạnh tu học với đại chúng, nhưng chưa biết nhiệm vụ của một sa môn. Xin Thế Tôn từ bi chỉ dạy. Đức Thế Tôn nói: Vậy sao? Nhiệm vụ chính yếu của một sa môn là phải nghiên cứu kinh văn và tu tập thiền định. Có định thì có tuệ, có tuệ thì mới có từ bi, hỷ xả và giải thoát, phải vậy không? Vị sa môn cao niên nói: Đúng vậy. Nhưng bạch Thế Tôn, con nay tuổi già sức yếu, e khó mà thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu kinh văn. Xin Thế Tôn cho phép con thực hiện nhiệm vụ tu tập thiền định. Được rồi, vậy thầy hãy nỗ lực tinh tấn, y theo giáo pháp mà quán niệm hành thiền, cho đến khi thành tựu đạo nghiệp. Vị sa môn trẻ nói: Bạch Thế Tôn, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu kinh văn. Con sẽ quyết tâm nghiên cứu toàn bộ Tam Tạng giáo điển, vì đó là những lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn đã thuyết giảng. Thế là từ đó đi đâu, thầy cũng trịnh trọng xiển dương giáo pháp. Chẳng mấy chốc, thầy trở thành một pháp sư nổi tiếng, làm giáo thọ cho 500 tỳ kheo và y chỉ cho 18 cộng đồng tăng già. Bây giờ, có một nhóm sa môn chuyên tu thiền định đến ý kiến thầy mình. Vị trưởng lão tu thiền đã chứng quả A-la-hán và ngỏ ý xin phép về thăm Đức Thế Tôn. Thiền sư đáp: Lành thay, cho tôi gửi lời về hầu thăm Đức Thế Tôn, các vị trưởng lão và pháp sư thân hữu của tôi. Các sa môn về Trúc Lâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, viếng thăm các vị trưởng lão, rồi đến vấn an pháp sư, nói: Kính bạch thượng tọa, thầy chúng con xin gửi lời thăm sức khỏe thượng tọa. Pháp sư hỏi: Thầy của quý vị là ai? Bạch thượng tọa, thầy của chúng con là pháp hữu của thượng tọa. Thế quý vị đã học được gì với thầy ấy? Trong các trường bộ kinh, trung bộ kinh, tiểu bộ kinh, vân vân, quý vị đã học được bộ nào? Trong ba tạng kinh điển, quý vị đã học được tạng nào? Và rồi pháp sư tự nghĩ: Một bài kệ 4 câu không biết, chuyên môn lượm vẽ trách làm y, vào rừng ngồi liêm diêm suốt buổi, vậy mà nay cũng có môn đồ pháp quyến, sư đệ như ai? Có dịp ta sẽ hỏi sư ấy 2-3 câu xem sao. Ít lâu sau, vị sa môn cao niên về thăm Đức Thế Tôn, các vị trưởng lão và đến viếng pháp sư thân hữu. Được dịp trổ tài, vị pháp sư thông minh lanh lợi kia định lên mặt chơi khăm pháp hữu của mình, thì Đức Thế Tôn liền nghĩ: Nếu khởi tâm khinh miệt, xúc phạm thánh tăng, thì thầy ấy có thể bị đọa địa ngục. Vì lòng lân mẫn, Đức Thế Tôn giả vờ dạo quanh sân tu viện, rồi ghé vào tịnh xá hỏi vị sa môn thông thái đôi điều về thế giới hữu hình, vô hình. Và để chứng tỏ tài bác thông kinh luận của mình, pháp sư lên giọng hùng hồn về ý nghĩa của dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Rồi nào là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, vân vân. Thầy ấy giảng thao thao như gió reo thác đổ. Đức Phật và vị sa môn cao niên rất hoan hỷ về tài hùng biện và trí nhớ tuyệt vời của pháp sư. Nhưng đến khi Đức Thế Tôn hỏi làm thế nào thấy rõ thực tướng của vạn pháp và đoạn trừ sanh tử luân hồi, thì pháp sư biện giải loanh quanh như kiến bò miệng chén. Trong khi vị sa môn chứng quả A-la-hán giải đáp vấn đề rõ ràng, dứt khoát
bằng kinh nghiệm tu chứng của chính mình. Và Đức Thế Tôn tán thán: Hay thay, hay thay, Sa Môn. Nghe Đức Thế Tôn tán thán vị Sa Môn cao niên, môn đồ của pháp sư lầu thông kinh điển lấy làm khó chịu. Sau đó họ đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, hỏi: Bạch Thế Tôn, thầy của chúng con biện tài vô ngại, trí nhớ tuyệt vời, và hiện là giáo thọ của 500 tỳ kheo, vậy mà không được Thế Tôn tán thán, trong khi thiền sư kia chưa từng miệt mài kinh điển, chỉ biết nhập định tham thiền thì lại được ân huệ của Thế Tôn. Này các thầy tỳ kheo, các thầy nói sao? Nên biết thầy của các ngươi hành trì giáo pháp cũng như kẻ chăn bò thuê, ngày ngày lùa bò ra độc, chăm sóc dỗ béo từng con, nhưng không có con nào là của mình cả, và cũng chả bao giờ nếm được hương vị của sữa bò. Còn vị sa môn cao niên kia thì giống như ông chủ, không chăn bò mà hưởng được những sản phẩm tuyệt diệu từ sữa bò làm ra. Ngài đọc kệ: Dầu độc tụng nhiều kinh, tâm buông lung cẩu thả, như kẻ chăn bò thuê, có hưởng sa môn quả. Dầu độc tụng ít kinh, nhưng hành trì giáo pháp, như thật tâm giải thoát, từ bỏ tham sân si, hai đời không chấp trì, thọ hưởng sa môn quả.